Xin chào mọi người đang xem kênh Dèo Anh TV có tiên nghe. Thì hôm nay đố mọi người đây là con gì? Đây là con hải sâm hồng siêu to khổng lồ nha mọi người. Nó màu hồng á, rất là khó bắt được ở bên Hàn Quốc, hiếm lắm. Cho nên là bữa nay sau hơn ngoài chợ người ta, bà xui của cái bà bán hải sản á, bắt được nè mọi người. Nó có màu hồng nên bên Hàn người ta gọi là hải sâm hồng. Mà nó có mấy cái gai ghê lắm luôn, để cho mọi người xem nha. Cái tay của Tiên bự rồi mà con này nó bự nè mọi người, như một con đĩa. Nó có gai luôn nè mọi người nè, mấy gai. Lúc mà trồng trong bể nó dựng dựng lên nhìn kinh lắm. Một con. Ồ, chiếc xe này á. Mẹ Tiên nó phải rửa. Mình mua hai con. Bà bác tặng thêm con nhỏ nhỏ nữa. Bây giờ cái bánh này xong bao giờ bây giờ? 3월치 뭐 홍삼이 되면 바다에 홍삼. Mẹ thì nói mà nếu như mà nói về sâm á thì cái này như là là con hải sâm ở ngoài, như là hồng sâm gì đó. Hồng sâm ở ngoài biển. Giờ mình mặn là thịt đó nha. Wow, trứng. Mẹ thì vội lấy một cái tô để trứng. Tại vì bà rất thích trứng này mọi người. Trứng này rất là bổ. Wow. Chứ mồi hả? Này là tung. Này là phân của nó. Tung. Hàng kia đẹp. Wow. Hàng kia chắc cũng ủ nồ luôn. Nó không biết cái miệng này nào cái gì nữa. Cái miệng của nó. Cái đuôi của nó nhìn giống con. Con cái gì nhỉ? Cái gì ú nụ nặng ha. Wow. Ngập trứng. Hai con này được nguyên một dĩa trứng này. Đầy ấp một dĩa trứng ú nụ nặng. Wow. Giờ mình lượt cho nó chảy hết xuống hết. Đổ vô trong chén. Ngon quá. Mỗi một cái cọng này là một con đó mọi người. Con hải sâm đây, mỗi một cọng là một con mọi người. Trứng hải sâm nó gì nè, quay gần cho mọi người dễ xem nha. Giờ mình cắt ra.이게 얇게 썰어야 두꺼우니까. 아니 이거는 너무 뭐야? 그러니까 mình phải sắc mỏng mỏng cho dễ ăn. 뭐야? 그냥 nhảy nhảy. Rất là giòn. Nhưng mà để một chút xíu trong rơm á là nó sẽ tan thành nước. Wow, 이빨이 무섭네. Cái khúc kia xưng là ném một cái. Mẹ Tiên nói cái khúc nào dày để mẹ ăn cho nha. Tại vì mẹ biết răng Tiên miền á, không có ăn được đồ cứng á. Rồi bây giờ là mình sẽ chấm với lại tương ớt chấm hải sản của Hàn Quốc với lại đậu tương nha. Đó, mẹ Tiên cắt cưa sạch sẽ nhìn rất là ngon luôn. Ăn món này bổ da, đẹp da lắm luôn nha mọi người. Là hải sâm mà. Sâm của biển nha. Còn bên đây là do hai vợ chồng Tiên không ăn trứng cho nên là cái mâm này để về bên phía mẹ Tiên. Mẹ Tiên thích ăn này lắm.
Xin chào mọi người. Rồi, mời mọi người cùng ăn với cả nhà của Tiên nha. Ăn cái món này Tiên cũng biết rồi, tại vì cái răng của Tiên nó cũng... Mẹ Tiên nói cái này không có lấy cái tay, lấy cái đũa gấp được, rất là trơn á mọi người. Nè, gấp không được nè. Cái này ăn phải lấy muỗng múc nha mọi người. Lấy muỗng. Đó, chấm miếng đậu tương thì phải đậu tương. Thằng cứng dữ kìa. Vì hôm nay ra một tạ. Tạ nổi lên đây. Ai cũng hết hồn. Nó rất là cứng nha mọi người. Nhưng mà để trong rơm chừng một tí xíu thì nó sẽ tan hết trơn luôn. Nó kiểu như nó cộng gân vậy đó. Nó cứng nhưng mà nó mau tan. Thế sao em sát đây rồi? Chú mẹ, vì ổn lại mặn lắm là hạ cái đó. Sát đây rồi, cái gì sinh ra đó rồi. Hìm ơn cạc chúc ý nè, thế sao mẹ. Mẹ ăn xíu đây, thế sao mà hàn đông mà sẽ có tư xin kìa. Cảm ơn tôi là nó hạ bì. Mẹ thì nói ăn con không cần nhai đâu, tại vì á nó không bao giờ bị nghẹn, nuốt vô tử là nó sẽ tan ra hết, cho nên là con nuốt con nhai xương xương là con nuốt được rồi. Nếu như tôi chạy một mũi còn đó tôi chạy một mũi. Anh nhìn nãy cái chạy một mũi nến đây. À chạy một mũi nữa. Chạy một nến đây, tắt tắt hay sao? À, chưa chạy một mũi. Tắt tắt cái đó, sau đó mình chỉ vừa qua tới xem kiểu số gần nó gấp bình thì sao mà? Mẹ thì nói là con cứ nhai xương xương là con nuốt đi, tại vì cái này nó dùng miệng nó cũng nó tan hết rồi, chứ không phải như mấy cái khác mà nó kiểu mình khó tiêu ăn không tiêu được. Nó tan ra. À, thả nó qua rồi. Này như cái cọng như bây giờ nguyên một con phải không? Mọi người để trong rơm á. Để chừng một đêm là sáng hôm sau là tan cả trơn luôn. Thành nước luôn. Giá cái đâu mà. Mẹ thấy cái này là thuốc này, gán ăn mấy con ăn cho bổ. Tôi cũng gán ăn nha mọi người. Giá kìa. Dạ. Mốt cụ tôi có comment đây à. Gán ăn đi anh ăn rồi đi tập gym. Đó, thuốc nè, giác. Không sao mình nói gì cả. 야 이게 약이라고? 어떻게 약이 돼? 비싸다. 왜 이게 약이 되노? 몸에 건강에 좋단다. 처음 듣는 얘기인데. 아니? 원래 옛날부터 그런 말이 있다. 아니 그지 말아이고 내가 해삼이잖아. 해삼. 이 오라버니가 먼저 얘기한다. 가만히 있어봐. 삼고 비행이야, 뭐이거? 해삼, 해삼아. 이만하게 해삼은 내가 진짜 처음 봤어. 아까 내가 어머니 자르고 봤는데 옆에 지켜보고 이제 그. 너무 신기하게 쳐다보고 있어요. 진짜로 이거 처음 봤어. 이만한 거 해삼. 홍삼 홍해삼이 이렇게 큰 거는 나도 처음 봤다. 그래요? 여 cái điều con mới có sức con dịch được cho con dịch cho mọi người nghe được. Rồi, đây là giới thiệu với mọi người đây là cái gì nhá? Muốn thấy bài gì? Đây là nước gạo Oshike. Ông hôm nay mày cần đó. Ồ mẹ sao con giấc vậy? Ô là trời. Gót làm sao mà còn cái ở đây không? Nước ở đây giấc. Giấc hoài không có được miếng nào. Tính cho mọi người coi ra đây là nước gạo. Vô nè, nè, vô nè. Đã ra cái kia chút cơ. Ông mình gà. Nhiều hết sức. Anh ông mình chỉ chết ăn sức của. Đã phúc của nó thôi. Mà gì mày sức rồi. Đây là nước gạo nè mọi người. Đây còn thấy gạo nè. Nó nổi dưới đít nè mọi người thấy không? Nè gạo nè. Rồi vô. Ai mà mong mong cái gì mà tôi vô quá. Vô cho mình cho mọi người rồi. Cái chúng ta phải. Ôi mong quá. Mẹ tí. Ô ô mày mong quá. Chờ cái mong quá. Mong quá. Mong quá. Ai cái. Ôi mẹ chúng ta bên đây. Ba. Tôi chưa rồi. Ba. Ô ba. Ai gì? No. Ông ăn thôi, thôi kệ đi. Ông ăn thôi. Đồ bổ mình muốn cho chồng mình ăn cho có sức khỏe để đó mà ông không chịu ăn nó giờ biết sao giờ chứ không phải mình ép ông ăn. Đồ bổ thì cũng gắt ép ông ăn chứ cái gì? Đồ bổ mà không chịu ăn. Cái này mới đồ thiệt nè. Em như gọi phát cái đồ ăn một cơ. Mẹ tôi nói cái này mới là đồ thiệt nè. Hàng phay nè mọi người, hàng riêu nè mọi người, hàng riêu.
Này 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 Hà Dương nó nói này này, có ăn bún, có ăn bún. Hà Dương đi kìa, cái con cúc su mốt của tao là của hè. À nãy nó nhìn cái con này nó. Hà Dương cúc su mốt rồi ra. Con ăn bún nữa, con ăn bún nữa. Nhìn đi Trang còn bún thiệt cho mọi người. À, ý là lúc nãy mẹ Tiên nói á, là cuộc đời mẹ Tiên với Ba Đông á, sống tới bây giờ. Yeah. Lần đầu tiên nhìn thấy cái con hồng hải sâm mà bự cỡ này á mọi người. Hải sâm này hồng tiếng mà để tưởng một kia ta. Bây giờ mẹ Tiên đang ăn một hồng á là chắc cả trăm con hải sâm trong á. Tại một con là một ấy mà. Ô ba, ăn bún nè, ăn bún, cúc su. Ăn bún nè, cúc su, ăn bún mẹ ơi. Rồi chơi á. Chứ mà nè, nếu anh chờ mãi mua, nếu anh chờ cần gái, ô là sẵn lên ta. Tao mất ta. Ngon ngon. Gì ra mày thích ta? Ừ, bố đào. Mày thích ta nhưng coi, ừ, bố đào rồi kìa. Để tầm tay cho con. Mẹ tao nói mẹ không ăn thôi. Đúng nè. Để tao ăn, tao sống lâu, sống khỏe, không ăn thôi. Cho. Hết rồi, đồ hiếm ở đâu mà có nhiều. You biết sân cờ thế này à. Đồ hiếm, đồ quý này đâu mà có nhiều mà nãy không ăn giờ hối hận. Hả? Có không giữ mắt đừng tìm nha anh. Còn như trời muốn nghe. Anh. Anh bạn, chú cung cha này à? Ờ, cha này. Mỗi này là cùng người đang kìa. À đúng rồi, tại vì nó lúc nãy là mình không có rửa mà mình lọc nước thôi, là còn nước biển chống cho nên nó mặn. Ba, ăn mạnh nhẹ lên anh. Cho mạnh đi, tôi xì xì. Chị sẽ làm gì mà thật sự là nó giòn, nó giòn giòn. Giống như là lỗ tai heo hay là gân vậy mà cái vậy. Nhưng mà nó cũng mềm lắm. Nó trơn nữa. Tại vì cái này là nó không có tồn tại được lâu. Nó sẽ tan ra. Mày mà mua mình chuẩn thì mãi mua. Mày nói wow, hôm nay ít phải chín chả trời ơi. À, ít là tốt thật. Răng của mẹ công nhận tốt thật á. Ít phải bốn mươi mấy mà thế. Mà ít phải bốn mươi một ta. Ông bao nhiêu? Chút bao nhiêu? Không muốn ra. Có chút. Ít sao? Mình bốn lần thì bao nhiêu? Hàng cái. Hàng cái cả. Ừ. Cái này nói chắc ăn được không? À, bao nhiêu? Răng của mẹ Tiên tốt lắm mọi người. Tới bây giờ mà sắp mấy gần 70 tuổi mà mới trồng im lăng có một cây một. Mà cây đã rụng từ lúc đẻ anh Ba Đông chứ không phải là mới rụng gần đây nha. Mà so với tuổi của bà thì răng như vậy là chắc ăn rồi đó. Chắc như bắp luôn rồi đó. Wow. Thú xeo. À mọi người nhìn thẳng thờ. Anh Ba Đông này không biết ăn đồ bổ, đồ ngon mọi người. Cái này tại Tiên đang niền găng thôi. Chứ găng Tiên mà tháo niền là Tiên ngần chơi tới bến. Ý muốn mình đông trả ra anh ta. Nè. Ý muốn mình đông trả ra anh ta. À. Mẹ Tiên nói mình đang tập thể dục cho răng. Bây giờ cái miệng của mình là nó đang là như là đi tập thể dục, đi tập gym. Nhai mốt cơ hàm chắc cục cục luôn á, cơ hàm 6 muối. Nó... Cơ... Nó nè. Nó ra gì chả? Chip. Nó là tao thường chip chip chip. Yo sao gặp tao mày sắc tao ngọt tinh tao. Hai ba? Ang? Hai sao chịu mày sắp sửa chịu tinh tao. Ai yo? Mày tinh nói á. Ba cái rơm rã mọi người. Phủ lên đây chừng nửa tiếng thôi là tan thành nước hết luôn. Tiên tưởng đâu một đêm chứ ai về có nửa tiếng nghe mọi người, nửa tiếng thôi là tan thành nước hết luôn. Anh nói đây, mẹ làm gì à? Sao mình đi không có sáng qua? Chip cơ, chip bơ cả sáu kilo con gì cơ đâu? Chú lo mà đơn cơ đâu? Chào đây. Cơ lo mua cơ gà, chip ăn nên đây. Thế sao mình hai tuần qua, sáu kilo mới được ăn mẹ kể ông nội chồng hồi đó đi mua con này nè, mà lấy cái cọng rơm á buộc thành một sâu xách về tới nhà. Không còn con nào hết trơn. Còn cộng dây
gom không à, nó tan hết trơn. Trời bay chút muốn cậy à? Nhìn chứ. Anh ba đâu nãy nói mẹ tiên đang đang nhai miếng. Bằng nhiều thế kìa, nhiều lúc miếng cậy nha. Đang nhai miếng hải sâm mà nó nhảy không? Nó giọt, nó phun, nó giọt ra ngược cái lại mọi người. Nó nhảy ra ngược cái lại. Bằng người mình xong mình lục lại liền. Ăn ba. Nhiều cái gì nhiều cái. 이 방이 편집할 때 영상 봐봐. 어머니가 이 진짜 맨날 언어를 진짜 열심히 얘기하고 있었고, 나는 어머니를 바라보고 있었거든. 너무 젊으니까, 먹는데 너무 커파게 먹으니까 동그란 공인데 이런 게 펑키 나 날아가대. 어머 미안하다. 아빠 đang nói là lúc mà tiên đang lúc mà tiên đang nói cái vụ mà ông nội mua này nè thì mẹ tiên ăn thì văng. Dăng cái miếng đó ra, dăng cái miếng này ra lực. Nó bị rớt ra, lụm ngược cái lại ăn tiếp. Rồi ổng nói hồi dăng ra hộp cơm ra đây nè. Tôi thấy nào này, ổng lúc mà ổng kể mẹ tiên ổng muốn dăng ra đây nè. Bởi vì ta nói cười người hôm trước không sao người cười, đừng cười người ta. Nó thử xe, mà hắn là mình đã tạm kì. Ủa? Yêu là tổng nhà tạm kìa, nhì yêu quá hắn kìa một cười. Phía bên đây, một mâm, phía bên mẹ tiên sạch bách, phía bên hai chồng tiên còn nguyên nè. Ủa gì vậy? 영상을 보시면 요만큼 내가 먹고 요만큼 어머니가 먹고 반 내가 먹고 아 엄마 이거 왜 이렇게 해산물 좋아하노? 좀 줄래? 야 형 나와 와 이거 끈아 멋있어 먹어요 맛있어요 너무 딱딱해서 안 딱딱한데 anh nấu gan sao anh nấu mang đi ôpa ít bay sao ôpa mình giờ sẽ đi móc chì này y này y đưa bộ bút xuống rồi ôpa đi cái tôi đi cái á 뭐였어? 그거 엄마 배채끼고 요거는 요거로 배채야 얘. 이거 뭐 하는 거? 어, 저 못 드실 수 있어요? 이거 담아 이거 주세요. 매들 난 이제 또 앉기 전에 넣는 게. 나 요만큼. 하루 바이 앉기 전에. 아. 오빠 이거 다 먹어. 알았지. 야, 우리가 다 먹네. 나이 나이 때 그럼 그럼 남지 뭐 이거. 나이 때 그럼 남지 나. 아 나도 우리 어머니 여기 먹는 거 처음 봐서 아까부터 계속 보고 있는데 왜 저렇게 잘 드신가? 어머니 이거 좋아해요. 좋아하는 거 아는데 이게 잘 먹는 거 처음 봤다고. 매딩은 hết ăn mấy cái đồ này nè, hải sâm sống với lại mấy con sa. 내가 못 먹는 거 빼고 다 잘 먹는다. 내 이빨이 막 다 잘 먹을 수 있으니까 사자마자 줘. 알았지? 엄마 이거 물래 저거 물래 물어보지 말고. 매딩 hỏi 해. Đừng có hỏi mẹ ăn này không, mẹ ăn kia không. Mua cái gì mẹ cũng ăn hết trơn á. Chứ đừng hỏi mẹ thích ăn này không, mẹ thích ăn kia không. Mua là mua cho là ăn, mua cho là ăn. Ăn một món nhân cái tình nè. Một món nhân coi. Có một thứ mà mẹ thì không ăn được. Món gọi á. Là gì vậy mẹ? Trời cô gì? Thịt chó. Thịt chó tiên cũng không ăn được. Nãy tôi bộ mất rồi. Tiên cuộc đời tiên mặc dù là tiên không thích nuôi chó nuôi mèo nhưng mà thấy tụi nó rất là đáng yêu. Tiên vẫn yêu thích tụi nó nhưng mà tại vì tiên nghĩ là tiên mình không có khả năng để nuôi chúng nó được. Tại vì một khi đã nuôi là phải chăm sóc kỹ lưỡng các thứ, tắm rửa, hớt móng tay móng chân, tiêm ngừa các thứ, không phải là đơn giản đâu. À. Dạ, cũng mang nhanh nhìn về. Nhớ đúng vậy. Hồi đó, cho con mình nhớ, tiên kể. Hồi đó đó, lúc mà tiên còn nhỏ đó là tiên đi nhà hàng xóm mượn cám. Xong một con chó nhà hàng xóm nó cắn vô cái đầu gối của tiên thì lúc đó là mình đi chích ngừa liền. Thì bác hàng xóm mới bắt con chó đó bằng thịt xong rồi bưng lại nhà cho mình một tô thịt chó mà tiên không đụng tới cục nào chứ tiên không biết sao nhưng mà ngay từ lúc nhỏ là tiên đã thấy mấy em rất là thấy thương tội nghiệp đó. Không, chó mèo thấy thương lắm tội nghiệp đó mà không có ý định ăn cục thịt mặc dù lúc đó còn nhỏ xíu nha nhưng mà trong tiềm thức mình không có đam mê thịt mấy em đó. Phải không ạ? Nóng lên ta, chim nóng quay ta, nóng lên mà mang nóng mong lên ta. Nó tan. Đi bay. Nóng quay ta, bay mua cái đi. Nóng lên cái hiếm hiệp tay cả. Bây giờ nó tan ra, nó không muốn hết sức rồi nè mọi người nè. Nó bắt đầu nó nhũng từ từ ra rồi đó. Nó hết gân guốc như lúc nãy rồi đó. Nhưng mà chậm nữa nè, yếu nghỉ mà ăn đẹp, ớt sức chọc, yếu mà chậm nữa nè. Chú đi của yếu mà mà. Yếu mà chả mà chị chứ.
mấy con này lúc mà lúc được. Mà nó phình lên thì nó cương cứng nha, nhưng mà bắt đầu nó hết trơn sức lực, bắt đầu nó nhũn ra nè mọi người. À, giờ nó hết sức rồi nè, không còn chút lực nữa. Nhìn cái tao bông người có mắc rồi. Nó xìu lại. 네가 잡은 거 네가 먹어라. 누구? 아니 그래도 네가 먹어. 안 돼. 알지? 그 너 동네 해산 팔면은 없어 귀하게 생각하겠다. 잘 드실 것 같아 동네 사람들. 아니야. 이거 네가. 안 먹어요. 네가 젓가락 몇 번 잡았다. 아니. 아니 나 nói cái này. 찌그러지니까 너무 커가 못 먹었어. cái này mà đem Việt Nam chỗ cái quê của tiên bán chắc đắt lắm nha. Tại không có nhưng mà tiên nghĩ là không ai mua đâu. Tại biết sao không? Người ta đâu có quen ăn sống. Cứ tùy giá. Người ta ăn chín không à. Ăn sống này đâu phải ai cũng ăn được đâu mọi người. Việt Nam mình quen ăn chín uống sôi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó gụ gã luôn nè. Gụ gã. Em mình nó gụ gã thì dễ nhai nha. Cái này ý của tật nào cho ai à. Chứ cũng đúng rồi này cả nãy thì mình mốt cái chuyện này à. Thánh ra này cả. À, 살짝 녹으니까? 아. 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 오빠 한국 사람인데 왜 이거 못 먹어요? 원래 내가 아메랑 랑은 한국 mà không ăn được cái món này trời. 어릴 때부터 해물로 자체가 잘 많이 안 먹었어요. 연심은 하는 말 하면 안 되지. 아 진짜로 잘 먹겠거든. 아니 많이 해물 많이 못 먹었고. 그게 말이야. 음식을 가려가지고 많이 못 먹었다고. Anh nói hồi nhỏ anh kén ăn lắm cho nên anh không có ăn nhiều hải sản, kén ăn. Ông bây giờ ông cũng kén ăn mà. 옛날에 우리 할머니가 많이 이게 해줬는데 그래서 내가 잘 못 먹었. 먹지 마. 그냥 ăn quá. 내 담. 아메랑 này không hợp. 나가야 갑니다. 와. 이게 내가 얻음을 할게. 엄마 이제 거 매띵 그냥. 근데 이마 이거 내 근데 이마 이게 새끼다. 내 그만 안 돼. 한 점 một cục nào luôn. Mày đặt giá vụ hả? Nè, còn miếng nè. Cũng may là có mẹ Tiên, mẹ chịu khó giúp đỡ hai chồng Tiên. Chứ hai chồng Tiên ăn cái mâm này tới năm sau luôn á mọi người. Thấy bà ăn được gì cũng mừng, cho bà có nhiều sức khỏe. Ăn cái này rất là tốt của sức khỏe mà. Bổ lắm á. Nó ăn được tôi mừng là kìa bà ít lên hả bà. Mà bây giờ nếu không có bà mà hai chồng Tiên quay video mà ngồi ăn cái mâm này nha, không nổi Tiên không nhai nổi, anh cũng ảnh cũng không ăn được tới sáng luôn. 여기 팬들이 오해하겠다. 엄마 이게 맛있는 거 뭘 해줬나 싶어가지고 평소에 그러지 않아요. 어머니 맛있는 거 많이 먹어요. 네가 사줬나? 어? 안 말하고 너 네가 사줬나? 걸증 거다. 맛있는 거 많이 먹잖아. 오해하겠다고 사람들이 어머니 이렇게 많이. 사 người ta hiểu lầm mẹ đi. 뭐 밥 먹지 마라, 뭐 하지 마라 이런 것도 아니고 오해하겠어. 네. 저보다 맛있는 거 많이 드셔요 우리 어머니. 그 사람이 먹는 게 잘 안 나. 이거 저거 해물 그 집에 장모가 해녀를 하거든. 그 집에서. 아, 그래서 이게 온기다. 해녀가 안 잡으면 절대 나올 수가 없다. 해녀 한다. 아. 응. Ở bên Hàn Quốc có một cái nghề thợ nữ là kêu bằng nữ lặn á mọi người, là người phụ nữ các bà các thím các cỡ 4 5 60 tuổi có khi 70 luôn, là người ta lặn xuống biển, người ta bắt bào ngư, bắt con nhím biển, hải sâm dứa biển này kia đồ á, rồi nhổ rong biển đồ á, ở ngoài đảo Jeju To rất là nhiều người làm công việc đó, gọi là hải nữ. À, đó là người ta mặc những người đó là công việc là lặn xuống đó bắt những con này lên bán. Một hơi của người ta rất là dài, công việc rất là cực khổ luôn mọi người. Thì cái bác mà bán hải sâm này nè, bán hải sản này nè, là bà xui của bác đó là làm công việc hải nữ đó. Thì nhờ vậy là mới bữa nay là bắt được mấy con này là đem vô cho bà xô bên đây bán nè. Chứ mấy con này là thường là không có bắt được. Mấy cái chương trình truyền hình thực tế bên Hàn Quốc là người ta hay quay công việc của mấy cái cô gì, mấy bác làm công việc nghề lặn bắt đầu nè mọi người. Trời ơi, coi cuốn lắm. Biển lạnh, rất lạnh lẽo mùa đông mà lặn xuống dưới bắc. Time này người ta có được tôi xa nè.
Mẹ tính nó mai mốt có con này ra nữa thì mua nữa nha. Tại vì lâu lâu mới có một lần á mọi người. Lâu lâu mới có con này. Hiếm. Chả làm nó chị. Không có ra nhiều. Mẹ thấy ăn được gì rất là mừng. Mà cũng giúp đỡ hai chồng Tiên chứ môi là. Mặc dù có ra nhưng mà Tiên cũng không quay video được. Tại vì găng thì không nhai được á. Nhờ có mẹ ăn cho nên Tiên mới quay được cái video này. À, bây giờ để cho mẹ Tiên ăn từ từ nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Diệu Quân TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.